Đây là quả địa cầu nâu đất, đường kính 50 cm, cốt bóng là composite, gọi là siêu cứng, dày 3 ly, siêu cứng nên là kháng vỡ. Còn cái quả nâu đất ở giữa nhỏ nhỏ kia là 22, còn quả xanh kia là 33. Đấy, nó khác nhau, cái độ to rất là khác nhau. Đây là màu sắc trung thực đây, quay ở chế độ màu sắc gốc. Đây, như này là sản phẩm đúng như này, hình ảnh như này, màu sắc như này là hình ảnh đúng như này. Đấy. Còn nội dung thì là rất là chi tiết rồi, rất là rõ nét. Đây là châu Á, Biển Đông thì quan tâm cái Biển Đông. Đó. 50 chưa lên, chưa lắp giá đó, chưa lắp đế. Đây là quả, đây là quả không tự xoay và cũng không có đèn, nhưng mà chất liệu composite, màu cổ điển, màu là theo phong cách cổ điển, gọi là nâu đất, Việt Nam gọi nâu đất, còn bên Tây nó gọi là màu da bò hoặc là màu da. Và cái màu này nó đã tồn tại hàng trăm năm nay rồi, của một cái hãng sản xuất rất là nổi tiếng ở nước ngoài, phù hợp với phong cách cổ, nhà cổ này, rồi là thiết kế những cái đồ nội thất cổ dùng cái loại màu sắc này. Thế còn đây cũng là nâu đất, nhưng nâu đất này nâu đất của Việt Nam, Việt Nam sản xuất đấy, của nhà nước đấy, nên là nhà không ra thể gì. Còn đây là màu xanh truyền thống, màu xanh truyền thống này thì biển là biển xanh, mỗi quốc gia là một màu. Mỗi một quốc gia là một màu, bên này cũng mỗi quốc gia một màu, nhưng mà để cho nó hài hòa về cái gọi là tông màu vàng ấy, tông màu nâu đất ấy, là người ta nhiều cái lãnh thổ bên cạnh nhau, ta vẫn xếp chung nhau, nó đi theo mảng màu, theo mảng, để mục đích là nó nổi nhiều cái màu gam trầm lên, gam nâu lên. Đấy. Quay các khía cạnh, đây là màu sắc trung thực, màu sắc của hình ảnh gốc, chứ không có dùng app. Đây là quay bằng điện thoại, quay bằng điện thoại iPhone 8 Plus. Màu sắc của iPhone này rất là trung thực, không dùng cái loại rực rỡ hay là cái gì cả, hoặc là sáng rực rỡ là nó nhìn nó sẽ khác với cái ảnh gốc thật. Còn đây là nhỡ cái quả thật với cái hình ảnh này là đúng như nhau. Tôi nhìn trên ảnh với lại ngoài thực là bằng nhau, nên là không bị thay đổi.